Trước việc giảm giá xăng giảm mạnh, Sở Giao thông Vận tải TP HCM yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh taxi và doanh nghiệp kinh doanh vận tải tuyến cố định, xe đò xem xét thực hiện điều chỉnh giảm giá cước. Hiện mới chỉ có taxi Vinasun sẽ tiến hành giảm giá cước 500 đồng 1 km bắt đầu từ ngày 9 tháng 9 tới đây. Theo Hiệp hội Taxi TP HCM, so với thời điểm tăng giá cước vào tháng 5 năm 2015, đến nay giá xăng đã giảm tổng cộng 1.900 đồng một lít. Nên các doanh nghiệp có thể tính toán giảm giá cước taxi, mức giảm 500 đồng 1 km được cho là phù hợp với tình hình thực tế. Trong khi đó, Hiệp hội Vận tải Hàng hóa TP.HCM cho rằng, với vận tải hành khách, vốn có các chi phí cố định, nên các doanh nghiệp có thể tính toán giảm giá cước với tỷ lệ tương ứng ngay sau khi xăng giảm giá. Doanh nghiệp vận tải hàng hóa không có tuyến cố định, không phải lúc nào chặng đi chặng về đều có hàng, chủng loại hàng hóa khác nhau, cự ly khác nhau, thời gian, phương tiện vận chuyển khác nhau. Có tuyến đường thu phí, có tuyến không. Vì vậy, khi nào giảm giá cước và giảm bao nhiêu phụ thuộc vào sự thỏa thuận của chủ hàng và doanh nghiệp vận tải trong từng trường hợp cụ thể.